Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Núi ở Vườn Gạo, tỉnh Tiền Giang. Anh Núi có nhiều một số phô mai ha, hoành to, lực cây làm gì, để một khối luôn. Giá thì không nghĩ ha. Các mong quý vị ủng hộ cho anh Núi. Đó, một số cây lắc lượng để VIP luôn quý vị. Đây. Một số combo mai phô dán chật ha, cũ nở nè. Rồi, chào bác. Rồi, một ngày mới xin kính chào quý bà con cô bác gần xa. Hôm nay em có về một số lô phôi mai dạo Thủ Đức bông từ 6 12 cánh. Xin mấy anh em bà con cô bác thêm clip này thấy ưng ý ủng hộ cho em ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em tiến vào mã số 1 rồi, số 1 2 cây luôn. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao của mã số 1. 60. Hoành thân. 18. Rồi. Đây lực cũ nở ha. 16. Rồi. Rồi, mã số 1, một cây 18 cây 16 em này đế dữ lắm nha cả nhà, cũ. Rồi. Rồi, mã số 1 em giao lưu là 350.000. Rồi, 350 ha, có hai cây nè quý vị. Quá trời cũ đế luôn mấy anh ơi. Cá to ha. Đây. Này chân nôm. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Số 2 à. Rồi, rồi em lên mã số 2. Chiều cao mã số 2. 50. Hoành thân này 18. Rồi. 14. À, đây quý vị. Đế VIP luôn anh em ơi. Đây, cũ quá. Rồi mã số 2 này em giao lưu 3 sợi. Rồi 300 ha, có ngay 2 cây nè quý vị. Xuống giùm. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi tiếp mã số 3. Hoành thân 65. Ồ, chiều cao 65. Lộn. 18. Rồi. 18 rưỡi tính 18 anh em ơi. Ha. À cây này bay đẹp nha. Rồi 18 rưỡi tính 18 luôn. Rồi. Quá wow, hai cây này anh em ơi. Coi tham khảo hai cây này anh em ủng hộ anh em. Này quá trời clip luôn. Quá sướng anh em ơi. Rồi, hai cây này em giao lưu 420.000. Rồi, 420 có ngay hai cây ha. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, lên mã số 4 anh em ơi. Rồi, số 4. Ta này quái nha. Chiều cao em nói là 50. Rồi. Hoành thân 17 rưỡi tính 17. Này cũng 18 rưỡi tính 18 luôn. Rồi. À, cây này bay mà đẹp nha anh em. Rồi mã số 4 này em giao lưu 350.000. Rồi, 350 ha. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Dạ. Bây giờ em lấy cái chiều cao cây thấp đi. 50. Chiều cao. Hoành thân 20. Rồi. Hoành thân là 20 luôn. Rồi, để đây quý vị. Quá trời đẹp anh em ơi. Cụ đế chắc lượng cụ đế luôn. Đây. Rồi mã số 5 này em giao lưu 400. Rồi 400 thôi. Có ngay 2 cây ha. Rồi em lên mã số 6 này mà đo lấy cây thấp nhất nha. Rồi. 47. Rồi. Hoành thân 16. Hai cây đi nằm ha. Thân này 18. Rồi. Rồi mã số 6. Hai cây giao lưu là 280.000. Rồi, 280. Rồi. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 7, 3 cây anh em ơi. 3 cây ha, dán trực nè quý vị. Rồi, chiều cao. Rồi, em lấy đại khái là 48. Rồi.
hoành thân 16. Rồi hai cây hoành thân 16. Này hoành thân 19. À, xây dòng đế luôn. Rồi ba cây này em giao lưu là 350.000. Rồi chỉ có 350 thôi, có ngay ba cây. Mã số 7 nha. Okay, lên cây tiếp. Rồi em lên mã số 8. Ba cây luôn ha. Ba cây. Rồi em lấy cái cây trung bình đi. 60. Hình thân 17. Rồi. 17 luôn. 17 luôn. Rồi mã. Mã số 8 này em giao lưu 400. Rồi, 3 cây 400. Mã số 9 anh em. Rồi mình lấy cây trung bình đi. Thôi lấy cây này đi. 55. Hoành thân 21. 17. 18. Rồi mã số 9 này em giao lưu 360.000. Rồi 360. Có ngay 3 cây ha. Rồi lên cây tiếp theo luôn. Mã số 10. Chỉ có mã số 10. 50. Mười chín. Mười sáu. Mười sáu luôn. Rồi mã số 10 này em giao lưu 380.000. Rồi 380. Rồi lên cây tiếp theo luôn. Rồi mã số 11. Cao 65. Năm này 18. Rồi. 16. 19. Này đế nôm nha mấy anh, đế nôm cũ nở. Rồi ba cây này em giao lưu 400.000. Rồi ba cây 400 thôi. Mã số 11. Yeah. Rồi em lên mã tiếp mã số 12. Rồi 12. Chiều cao 65. Hoành thân 17. Rồi. 16. 17. Rồi mã số 12 ba cây em giao lưu là 360.000. Rồi 360. Rồi mã 13. Em lấy cây trung bình này đi. Yeah. 50. Chiều cao 16 rưỡi đến 16. 17. 18. Rồi. Để đây. Này cũ nở chứ lắm anh em. Để nôm sổ nha. Rồi ba cây này em giao lưu 400.000. Rồi ba cây 400. Mã số 13. Rồi em tiếp mã số 14. Rồi 13. Ba cây luôn. Ba cây luôn. Chiều cao nó là 55. Hoành thân em nó 18. Rồi cái này mình gần ha.
15. Cái này bài nha anh em, bài cũ có cái cũ. 19. Rồi ba cây này em giao lưu 380 ngàn. Rồi 380. Rồi có cũ đẹp đó anh em, bài có cũ đẹp. Rồi xuống cây đây. Rồi chiều cao nó là 45. Còn thân em nó là 16 đổi tới 16. 15. Rồi. Cái này để bàn ha. 17. Sẽ dùng để luôn. Rồi ba cây này em giao lưu 400 ngàn. Rồi, 3 cây 400. Rồi em lên mã tiếp, mã 16. Chiều cao nó là 60. Rồi. Thân 15 rưỡi đến 15. 17. 17 luôn. Rồi mã số 16 này em giao lưu 380 ngàn luôn. Rồi 380. Rồi cái này có cái cụ đế sổ là một cục nha anh em. Rồi mã 17. Các em nói là 60. Mình thân em nói là 15 rưỡi tính 15. 18. 20. Rồi, xây dòng đế luôn. Đây đế sổ là một cục anh em ơi. Đế ha. Rồi, đế này cây nào cũng có đế nha. Rồi ba cây này em giao lưu 400 ngàn. Rồi, ba cây 400. Mã số 17. Rồi, tiếp em lên mã số 18 anh em ơi. Ba và bộ đế luôn anh em ơi. Để VIP luôn nha. 60 chiều cao. Nó 14. 17. Rồi. 15. Rồi là ba cây em giao lưu 370 ngàn. Rồi, 370. Mã 18. Lên mã 19. Bật cây luôn. Cam nó là 55. Quỳnh thân em nó là 16. 19. 19 luôn. Rồi ba cây này em giao lưu là 400 ngàn. Rồi 400. Mã 20. 3 cây luôn ha. 3 cây. Quỳnh thân đó là 47. Có cao 47, quên là mình thân 47 chết luôn. Rồi 16 rồi tính 16. Rồi. 19. Rồi 16 rồi tính 16 luôn. Rồi đế quá trời luôn anh em ơi. Đế cũ nó cục luôn nha. Đây dàn đế nè, cũ nè. Quá xin em ơi. Rồi mã 20 ba cây em giao lưu 380 ngàn. Rồi 380 có ngay ba cây. Rồi lên cây tiếp theo luôn. Hết rồi. Ba cây luôn ha. Rồi ba cây luôn. Mã 21. Chiều cao 64. Quỳnh thân nó là 18 rồi tính 18.
Con em này 19. Thằng này em này 20. Rồi mã 21 này em giao lưu 450.000. Rồi 450, có ngay 3 cây nè quý vị. Rồi giờ em lên mấy góc quay không? Phôi lớn ha. Phôi lớn. Mã 22. Cao em nó là 65 cao. Còn thân em nó là 30. Cụ nó đặt nó là 120. Rồi quá trời vậy đế đó anh em. Giọng co lắc đẹp cực kỳ anh em. Chân cành ha. Đế nè. Cực kỳ đẹp anh em ơi. Rồi mã số 22 này em giao lưu 1.8 triệu. Rồi 1.8 triệu. Quá trời luôn cái bệ đế nha nè. Hoành cá to ha. Hoành 30 luôn mà có 1.8 triệu anh em ơi. Rồi ủng hộ anh em ơi. Rồi. Rồi xuống cây. Bonsai lắc lư luôn ha. Mã 23. Cao 60. Rồi. Con thân em này 26. Rồi. Cụ đế đặt nó 120. Đế đây quý vị. Quá trời luôn em ơi. Coi nhìn tham khảo ủng hộ cho em anh em anh ruột ơi. Giọng co lắc đẹp cực kỳ, chi cành đầy đủ nha. Rồi cây mã 23 này em giao lưu 1.650.000. Rồi 1.650.000. Có ngang cây đẹp ha. Cây quá đẹp anh em ơi. Đế cộng lực lực bự bự không. Yeah. Nguyên cái cũ quá sức. Rồi. Rồi xuống cây. Xuống cây. Mã 24. Mã 24 nếu em đo ngay chỗ này nè. Đã ra là 33 hoành rưỡi anh. Nhưng mà mình đo trên này, mình đo ngay cái cổ này là đúng 30 hoành. Rồi. Cá to nè. Cao của em nó là 65. Cụ đế đặt nó là 120. Rồi. Mã này mã 24. Rồi mã 24 này em giao lưu 1.850.000. Rồi 1.850.000. Quá trời cây bự luôn em ơi đây. Quá trời cụ đế ôm hai cái tay không giáp không có gì hết nha anh em. Bụng co đẹp, chân cành đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi xuống cây. Rồi mã 25. Cao em nó là 60. Bình thân em nó là 28. Cổ đế đặt nó là 120. Bảy đế luôn. Quá cho một bảy đế luôn em ơi. Chân cành đẹp được cực kỳ. Rồi mã 25 này em giao lưu 1.700.000. Rồi 1.700.000. Rồi lên cây tiếp theo. Rồi em lên cây mai trực lùng lực nha anh em ơi. Em trực lùng lực nè quý vị. Búp măng nha. Búp măng lùng lực. Chiều cao em nó là 70. Mã số 26 nha. Quỳnh thân em nó là 48.5, tính 48. Khá to nè quý vị. Đây một cây búp măng anh em ơi. Cái này về đóng máy bo vô là một cây trực búp măng là hết chê anh em ơi.
Đây đế nè, anh coi đế cũ nè, đều bốn mặt nha. Này em cũng chưa khai thác nhiều, đây ở dưới nó còn nổi cục lên nè. Nè, đây. Đế 24 giờ luôn em. Quá sức cái cây là hai tay mình ôm không có thấy gì hết đó nha anh em. Này em cũng bao ship toàn quốc nha anh em. Mã số mấy? Mã 26 này em giao lưu là 6.500.000. Rồi, 6.500. Bạch khá to ha, vị nhân ta. Quá đẹp anh ơi, quá đẹp anh em ơi, cây bút măng lùng lực quá sức anh em ơi. Cây này không chơi chơi cái nào đó anh em ơi, về đóng máy bò vô thôi, hết thuốc, hết nước chấm luôn. Rồi. Xuống cây. Rồi, xuống cây. Đẩy xuống đây luôn đi. Rồi, lên mã 27. Quạt to luôn ha, dáng chụp nè. 4 người kia. Thôi đưa đưa. Rồi, cao nó là 120. Đế bàn đều ha. Này là đế 24 giờ luôn mấy anh ơi. Hoành thăng là 46, rửa tính 46. Quá trời về đế nè anh em. Này còn nhiều lắm nha, em chưa khai thác nha. Quá sức đế luôn. Củ đế đặt kẹo 24 giờ luôn anh em ơi. Một cây trật này về đóng vô nuôi cái là lên tiền anh em ơi. Mã số 27 phải không? Rồi mã số 27 này em giao lưu với anh em là 7.500.000. Rồi, 7.500. Bao ship toàn quốc. Đấy đẹp. Rồi lấy tin gì ấy. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống cây. Quá trời bồ đế anh em ơi, đây. Luôn ha. Cây này mấy anh em coi tham khảo mấy cây này nha, quá sức à. Nè. Đây dày đây mà ôm không giáp luôn anh em ơi. Đế nè, 24 giờ luôn. Mấy cây này không chơi xứng đáng đồng tiền bát gạo mấy anh được ơi. Rồi. Không thôi, lại ghi mấy mã luôn cho đủ mã luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục. Combo luôn ha. Ờ. 3 cây đâu vậy? Chưa. 18. Rồi 28 ha, 3 cây đâu vậy? Dán chụp. Cao 50. Quận thăng 18. Rồi. 19, quận thăng 19. 15. 18. Rồi ba cây này em giao lưu 360.000. Rồi 360 mỗi ngày ba cây. Là mã 28. Rồi, xuống đại riêng qua đó giùm Phước. Lên số 29. Rồi mã số 29. Ba cây luôn. Ba cây luôn. Lấy chiều cao cây trung bình đi. Rồi 55 chiều cao. Quận thăng 20. 21. 19 rưỡi, 19 rưỡi tính 19. Rồi 3 cây mã số 29. 3 cây em giao lưu 450.000. Rồi 450 ha. Có ngày 3 cây nè. Hả? 29 rồi lên 30 đi. Ba mươi ba mốt dựng được cho nó có lẻ lẻ cho nó có xuống hơn. Chiều cao 57. Nâng em nó là 10 17. Rồi 30 không được con ơi. 17 năm tính 17. Ở này đo cho đo này quá. 16. Rồi mã 30 này em giao lưu với cả nhà 370.000. Rồi 370 có ngay 3 cây. Rồi. Rồi xuống cây. Rồi mã 31 là mã cuối clip cả nhà ơi. Cuối clip ha. Dạ. Cao 55. Rồi. Nâng nó là 22.
19 20 rồi, để đây quý vị. Thôi cái này quá là cái cũ luôn anh em ơi. À. Để đều bốn mặt luôn. Ba cây này em giao lưu 460 ngàn. Rồi 460. Có nhắn gửi gì không anh? Rồi cuối clip em cũng kính chúc bà con cô bác gần xa một ngày mới ăn khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Và anh em bà con chú bác cứ theo dõi clip này coi, ủng hộ cho em cho hết cây ha. Hết cây luma cây này. Cảm ơn bà con. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Núi. Còn bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.